Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả series One Piece trên channel Shonen Action. Luffy và Momonosuke đã tiến đến sân thượng của Onigashima để đối đầu với Kaido, và ngay sau đó, cuộc đối đầu của thế hệ trẻ với ông già Kaido chuẩn bị bắt đầu. Theo dự kiến, chắp 1026 sẽ tập trung vào cuộc chiến đỉnh cao khi Luffy cuối cùng cũng đến tham gia cùng Yamato và Momonosuke. Sẽ rất thú vị để xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào với Momonosuke giờ đã trưởng thành và có khả năng biến thành một con rồng khổng lồ. Theo dự đoán, thì Momonosuke vẫn chưa thành thạo sức mạnh của trái ác quỷ của mình, vì vậy anh ấy vẫn còn là một người mới vào thời điểm này và sẽ làm tốt vai trò hỗ trợ. Điều này rất phù hợp vì Momonosuke là người đã yêu cầu Luffy giúp anh ta hạ gục Kaido. Và bây giờ, cả hai cuối cùng đã đối đầu với Kaido trong trận chiến cuối cùng. Và điều này sẽ chứng kiến việc Kaido bị trục xuất khỏi Wano nếu ông ta thua cuộc. Chapter 1026 sẽ bị hoãn vào tuần sau, vì vậy trong thời gian chờ đợi, hãy cùng mình nhìn lại thông tin quan trọng gần đây trong Chapter 1025. Kaido vẫn luôn cố gắng ép buộc cuộc sống của Yamato trở nên cô độc một mình. Ông ta tìm cách giết chết tất cả những ai tiếp cận cô con gái của mình để chứng minh rằng Yamato không cần bạn, cô chỉ cần từ bỏ ý nghĩ viển vông về kẻ tử tù Oden và rèn luyện để trở thành một chiến binh kiêu hãnh mạnh mẽ là đủ. Nhưng trong suốt hơn 20 năm bị giam cầm, Yamato ngược lại vẫn nuôi ý định vượt ngục để có thể ra ngoài đại dương phiêu lưu giống Oden, đồng thời ngọn lửa hận thù cha mình ngày càng bùng cháy lên mãnh liệt hơn. Trang 1025 đã cung cấp cho chúng ta một tin tức khá điên rồ và nóng bỏng. Đó chính là việc Kaido là thuộc chủng tộc Oni, hay còn gọi là chủng tộc quỷ, và Yamato cũng thuộc chủng tộc Oni. Chúng ta hiện giờ không biết mẹ Yamato là ai, vì vậy Yamato có thể là một đứa con thuần huyết Oni, hoặc ít ra thì cô cũng có thể là con lai giữa Oni và người, vì vậy cô có dòng máu Oni chảy trong huyết quản của mình. Hãy nhìn vào những hành động của Kaido, ông ta thống trị ở Wano, ép con người Wano phải làm nô lệ, phục vụ sản xuất vũ khí cho ông ta. Toàn bộ các thành viên trong băng bách thú đều đội những chiếc mũ có gắn cặp sừng quỷ Oni, giống như sừng của Kaido. Kaido muốn chứng minh cho Yamato rằng chúng ta là quỷ, chúng ta phải cai trị những con người và phải đứng trên tất cả. Việc Yamato chơi bời và kết bạn với đám con người là một sự sỉ nhục đối với loài quỷ. Điều này cũng lý giải lý do tại sao Kaido lại thích trái ác quỷ Zoan hơn tất cả những trái khác. Đó là bởi vì Kaido không phải là con người, ông ấy muốn một vương quốc của động vật khác người. Chúng ta hãy nghĩ kỹ lại thì Oda đã lên kế hoạch về chủng tộc của Kaido từ rất lâu rồi, kể từ khi lần đầu thông báo tin tức về Kaido. Chúng ta biết rằng biệt danh của Kaido là sinh vật mạnh nhất thế giới, ông ta không phải là con người, trong khi biệt danh của Dâu Trắng là người đàn ông mạnh nhất thế giới. Ngoài ra, chúng ta cũng có thêm một số các chi tiết báo trước, đó là trên toàn bộ đảo bánh của Big Mom thì bà ta còn thiếu 3 chủng tộc, và bây giờ chúng ta có thể đoán ra được 3 chủng tộc còn thiếu đó là gì. Chúng ta có chủng tộc Oni của Kaido, chủng tộc Lunaria của King và có thể là chủng tộc của những người khổng lồ. Nếu điều này chính xác thì King và Kaido có thể sẽ là những người cuối cùng còn sống sót thuộc các chủng tộc đó. Nguồn gốc của Oni. Cho dù Kaido có thực sự là một Oni hay chỉ hành động dựa trên lý tưởng của Oni, thì danh tiếng bất khả chiến bại của Kaido cũng xuất phát từ lý thuyết của Oni khi chủng tộc này được cho là bất khả chiến bại hoặc vẻ ngoài mạnh mẽ. Oda đã giới thiệu Kaido rất nhiều lần cố gắng muốn tự tử và có một lần nhảy từ trên trời xuống mà không có bất cứ vết thương nào, hoàn toàn không sử dụng bất cứ khả năng trái ác quỷ hay Haki. Trái ác quỷ của Kaido chắc chắn hữu ích cho các cuộc chiến tầm xa với các đối thủ cấp thấp, nhưng không phải tất cả các chiến binh cấp cao nhất như các đô đốc hoặc các tứ hoàng khác. Ví dụ, Kaido đã không sử dụng hóa rồng để chống lại Big Mom. Hay quay lại bản chất Oni, đây là trích dẫn đầy đủ trên Wiki về Oni. Oni là một loại yêu quái trong văn học dân gian Nhật Bản, được dịch ra là yêu quái, ác quỷ hay yêu tinh. Oni thường được miêu tả là những sinh vật giống yêu tinh gớm ghiếc, khổng lồ với móng vuốt sắc nhọn, mái tóc hoang dã và hai chiếc sừng mọc dài trên đầu. Oni về cây gậy sắt, tức là bất khả chiến bại, Oni Kanabo. Câu trích dẫn trên có xu hướng ngụ ý rằng sức mạnh thực sự của Oni có liên quan chặt chẽ đến cây chùy sắt của họ. Có nhiều điểm tương đồng giữa Wano và câu chuyện Momotaro, cậu bé quả đào. Onigashima là tên được đặt cho một hòn đảo ở trong câu chuyện cậu bé quả đào. Ở đây thì là nơi trú ngụ của vị vua Oni độc ác và các thuộc hạ của hắn ta. Trong chuyện One Piece thì hòn đảo Onigashima cũng là nơi sinh sống của Kaido và băng hải tặc bách thú của ông ta. Hình dạng lâu đài đầu lâu khổng lồ ở trên đảo cũng thể hiện hình tượng những người sinh sống ở đây là đại diện của những con quỷ. Kiku đã giải thích rằng Wano trước kia dường như là 6 vùng đất riêng lẻ cách xa nhau, được ngăn cách bởi một con sông lớn. Chính vì vậy, Wano đã có những địa hình khác nhau, làm cho các vùng này đều có các thời tiết riêng biệt. Nhưng sau vì một lý do nào đó mà các vùng đất đã được kéo xích lại gần nhau hơn, tạo thành quần thể Wano như bây giờ. Liên quan đến việc có thể kéo cả một lục địa, thì có một nhân vật đó chính là người khổng lồ Waz. Waz là một nhân vật đã tạo ra một đất nước của tội phạm bằng cách kết hợp một số quốc gia với nhau. Đất nước này được đồn đại vẫn còn tồn tại đến tận ngày hôm nay, và theo một số gợi ý, đó có thể chính là vương quốc Wano. Người khổng lồ Waz với sức mạnh được đồn đại của mình, anh ta có thể tập hợp các hòn đảo để tạo thành Wano quốc ngày nay. Người khổng lồ chết ở tuổi 159, ông được ước tính là đã sinh ra cách đây khoảng 700 hoặc 800 năm,
tức là đất nước của tội phạm được xây dựng cách đây khoảng 500 năm. Nếu nhìn từ hình dáng của Kaido và cặp sừng trên đầu cùng cơ thể khổng lồ, Kaido trông rất giống với người khổng lồ Wa. Có lẽ chính vì vậy, Kaido đã chọn điểm dừng chân xây dựng căn cứ là ở Wano, nơi mà tổ tiên của mình tạo ra. Sự trả thù của Kaido. Kế hoạch của ông ta là phá hủy thế giới buồn tẻ này bằng một cuộc chiến vĩ đại nhất hành tinh quy mô cực kỳ lớn. Điều này giống như một cuộc thập tự chinh chống lại con người trên toàn thế giới. Cuộc khởi nghĩa của loài quỷ. Đây có thể giải thích tại sao Kaido tạo ra một băng hải tặc toàn thú vật và biến Wano trở thành một nơi mà con người phải làm nô lệ. Với những hành động của Kaido từ trước tới giờ, mình có thể kết luận rằng Kaido đang theo đuổi chính là trận chiến với con người, bởi vì một lý do, con người chính là lý do khiến cho chủng tộc Oni tuyệt chủng ở trong One Piece. Kaido đã biết về số phận của Oni khi còn lênh đênh trên biển cùng băng hải tặc Rocks, và mình tin rằng Kaido là một đứa trẻ Oni còn sống duy nhất, là người thừa kế của bộ tộc Oni. Điều này cho phép Kaido ngay lập tức tiếp quản Wano để bắt đầu kế hoạch của mình. Kaido xây dựng một đội quân cùng những con người ăn trái Smile nhân tạo, tạo thành các Gifter có năng lực của thú vật, một đội quân bách thú hùng hậu. Kaido mua những tên khổng lồ Number là phiên bản thất bại của người khổng lồ cổ đại từ băng Atzat. Kaido có được sự hợp tác của Big Mom, liên minh hai tử hoàng đủ sức mạnh để đi tìm One Piece và vũ khí cổ đại, sau đó nhắm đến vị trí của những người đứng đầu thế giới là các Thiên Long Tinh, những người có sở thích bắt các chủng tộc lạ để làm nô lệ. Chính phủ thế giới là lý do khiến Kaido căm ghét. Vậy thì bạn nghĩ sao về chủng tộc Oni của Kaido? Hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.